3.7 đúng không? Bây giờ là mày làm giấy cho tao là 8.7 đi. Đúng rồi, xe sửa có nhiêu đây, 3.7 đúng rồi, làm giấy 8.7 chi ông nội. Thì mày không biết rồi đó, dạo này bảo cho tiền tao ăn nhậu đâu, mày kế cho thêm 500 đi. Trời ơi, ông hay quá ha. Ông không nhớ hả, vợ ông là nổi tiếng cái miệng dữ nhất cái xóm này. Ông nghĩ sao kê ăn 500 ngàn của bà, chắc bà cạo cái đầu ông quá. Mày yên tâm đi, miễn sao á, mày kính tiếng được rồi. Rồi kính tiếng gì kính tiếng ông nội ơi, kính tiếng thì bây giờ cũng phải có cái gì dán vô miệng chứ. Bây giờ tao cho mày 50 để uống cà phê và pháo nha. Thôi 50 mà ăn 500 thì cũng rẻ quá. Tại vì không biết sao không, bà mà biết là bà ra bà giỡn cái tiệm tôi luôn á, chứ ở đó. Thôi cho mày thêm 50 đó là 100 đó mày. 100 đúng không? Ừ. Mà tôi nói trước nha, tôi ghi giấy cho ông đó, rồi về mà có cái chuyện gì là tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Miễn sao á, mày kinh tiếng là được rồi. Mày vô mày làm tờ giấy cho tao đi. Rồi rồi, để tôi vô tôi ghi giấy cho ông. Ừ. Tổng cộng 870 ngàn nè. Ừ mà mày ký tên vô giùm tao một cái đi. Thấy bà thấy có chữ ký của mày á, bà yên tâm là tao ra đi tao sửa. Trời đất ơi, ghi giấy này mà còn ký tên nữa hả? Ừ. Ôi ông làm như ký hợp đồng như tiền vậy, có 870 ngàn ăn của ông có 100 ngàn à. Mà làm quá à. Thì mày cứ làm đi. Biết vậy nãy tôi ăn 200 ngàn này chứ không phải 100 ngàn đâu. Nè. Đúng chữ ký mày không? Đúng rồi. Nhớ nhà bà ra bà hỏi á, thì mày nói đúng vậy nha chưa? Không lẽ tôi khùng tôi đi khai đặng cho bà chửi tôi hay gì? Kính tiếng, kính tiếng nha. Đó, tôi sửa xong rồi đó. 870. Ừ. Ông nghĩ sao mà sửa xe 870 vậy? Thì nó tính nhiêu trả nó nhiêu chứ, chứ lẽ tôi kê thêm. Ý tôi nói là tôi kêu ông ra thằng Trung coi con bảy đầu hẻm mình nè. Ông sửa đâu mà để nó tính dữ vậy? Thì ra thằng Trung với đâu? Hồi xưa giờ xe mình hư thì mình đem ra sửa của nó. Thì giờ sửa của nó lẽ sửa người ngoài. Ông ơi, đâu phải là người ta tính bao nhiêu mình trả bao nhiêu, mình phải coi chứ. Tôi thừa biết xe hư nè, tôi mới kêu ông ra đó sửa, cao lắm là 300-400 ngàn thôi. Ông để nó tính kiểu vậy hả? Tiền mục tiền chùa hay sao? Bà nói chuyện xe nó hư nhiều thì nó sửa nhiều, lẽ giờ tôi thêm cho bớt tiền ở nhà mình, lẽ rồi tôi ăn gian của bà. Nè nè, vợ chồng với nhau nha, ông đừng có qua mặt tôi nha. Chứ tôi á, tôi nói rồi đó, ông mà tính giá thêm bớt gì đây á, ông có chừng tôi đó. Thêm bớt gì thêm bớt, bà này ngộ thiệt chứ. Bà không tin thì ra hỏi nó đi. Quá trời đi, ông coi đi, ông coi lại ok đi. Ông cầm giấy tính tiền, ông coi thử nó tính có đúng chưa. Mà ông về ông kêu vợ đưa bao nhiêu là đưa, ông vừa phải thôi chứ. Có gì mà coi, tôi sửa tôi biết, bà có đem ra sửa không bà biết. Còn bà không tin nó, bà ra bà hỏi nó. Được rồi, ông nói vậy phải không, ông chở tôi đi ra hỏi nó. Bà không đi thì bà ra bà hỏi nó. Được rồi, ông chở tôi ra hỏi. Nón đây. Mà thiệt chứ. Thằng Trung đâu rồi? Mày tính tiền sửa xe cái gì mà tới 857 của tao vậy? Hả? 870 đúng rồi cô. Đó giờ con sửa xe ở đây uy tín, với lại xe cô con cũng sửa đó giờ. Nè, cái xe này nó hư nhiều lắm nên 870 đúng rồi. Tao nói mày nghe nha. Mày á, hai thiệt đi. Mày với ổng thông đồng với nhau, kê tiền lên để ăn tiền tao đúng chưa? Mày nói. Kê cái gì mà kê? Cô nghĩ làm sao vậy? Không lẽ con lấy uy tín con ra con kê tiền để ăn tiền? Nói đi. Nói đi, tao cho 100 ngàn. Có không? 100 ngàn. 100 ngàn khai thì kỳ quá cô. Không lẽ giờ con rẻ vậy có 100 ngàn? Rồi, cho mày 200 ngàn luôn. Thấy chưa? 200 là chuyện đơn giản. Hồi sáng con sửa xe có 370 à. Ổng kia ok lên là 870 để lấy của cô 500 ngàn. Ổng còn hứa cho con 100 ngàn nữa. Trời ơi là trời. Ông ơi là ông. Ông sống sao ông coi được vậy? Ông về nhà ông biết tôi đi về. Trời ơi, thấy chưa? Tôi nghi lắm mà ông kê nè, tôi kê chỗ đậu ông nè. Cái gì về nhà nói, ở đây từ quán khá của người ta làm kỳ cục quá vậy bà? Ông về nhà đúng biết tay tôi. Chứ bà nghĩ rồi, hàng ngày bà có cho tiền tôi ăn nhậu ý, bà có cho tiền uống cà phê không? Trời vậy rồi, ông đối xử vợ con vậy hả? Đi về. À khoan cô. Cô. Trả tiền nữa? Trả tiền sửa xe còn 370 nữa. Mày nói lộn đi. Trời ơi. Là vợ chồng á, mình phải thành thật với nhau. Đừng vì vài ba đồng bạc lẻ mà làm cho vợ chồng gây gỗ xích mích. Đừng nghĩ cho phim mới có nha, ngoài đời cũng có nè. Bé ơi, lắm làm đét á. Rồi, rồi phần em bà nói trước á. Bà không đi á, thì bà ra bà hỏi nó. Được rồi, ông chở tôi ra hỏi. Tôi nói đây. Mệt thiệt chứ.